Rồi chào các bạn nha. Thì bữa nay qua sông Tiền tiếp tục săn Hugo nha các bạn. Săn với lại được miền Tây. Sáng thì nãy giờ cũng quất hết trận rồi. Này trận thứ hai. Trận nãy mình cũng toàn thắng nha các bạn. Lụm được đếm, cá cha đủ kiểu luôn. Giờ anh em mình kiếm điểm câu mới để săn Hugo. Tiếp tục phần 2 câu cá sông Tiền. Hy vọng là chuyến này qua đây kiếm được vài Hugo nữa các bạn. Trời giấc này cũng chiều rồi. Săn Hugo cái đi, chiều chiều tối tối mới đã. Ồ, trầu quá đã. Đó, được miền Tây. Cái mặt nào buồn buồn là nãy giờ chưa dính cá. Con mặt nào vui vui là nãy giờ dính cá rồi. Rồi, kiếm điểm câu rồi. Qua đây thì bao điểm câu luôn. Chỗ nào câu cũng có cá hết. Quan trọng là cá bự, cá nhỏ hơn. Đội quân này dữ lắm, ở đây cũng chèm xuồng luôn. Tướng nào tướng nay khủng bố không. Mùa màng thì cá đó nội nãy câu dính đó, trùng. Trùng hổ. Đây là câu trùng hổ săn Hugo các bạn. Với lại mình có đem theo cám với lại cháo lừa chuối nè, tụi lừa trong ăn nào xào đó. Giờ tranh thủ ra cần thôi. Chạy lên đây rồi đó không được. Chạy lên đây nè. Xác con nào nó khủng lồ không. Tới cái xác luôn. Xác tới nái luôn. Không ngon, không ngon bằng vừa đếm với lại cá cha. Điêu hồng đa số là điêu hồng. Cái này cho anh Nam với bà Hai trải nghiệm câu cá bè được. Kéo hung rô rồi chuẩn bị nó đổ ụt cái dữ lắm rồi bà Hai. Đội xuồng luôn á. Dính không, dính không? Dính dính dính. Dính. Táp liền luôn trời. Bà Hai cần bà Hai cầm chắc chắc nha. Là cậu mới thảy xuống chụp liền trời. Không, con nó nhỏ không được rồi. Ôi trời ơi. Ôi thảy xuống nó chụp liền luôn má ơi. Nhỏ. Chứ mà 2 ký. Chụp liền trời. Nhìn lên Nam ơi. Đi mấy 2 ký cá đó. Chưa. Nghe cực chắc nghe nó giật chân đó. Chết luôn rồi, cá bự rồi chết luôn. Cái từ từ đâu. Ký luôn. Đu. Dỡ lên luôn đi. Dỡ lên luôn đi. Bự hơn. Bự hơn. Bụng bự hơn. Dạ cũng dạ các bạn ơi. Thì có nhớt này nha, nhớt dữ luôn nha. Được rồi. Nhớt dữ đây nha. Dữ không? Dữ nhớt luôn rồi. Dạ nhớt đi má ơi. Không có nó bỏ lên nó cấm cái này nè, nó thả ra. Cắn lên cái vỏ sắt. Bự hơn nhiều, con này bự lắm. Bự hơn con nãy nhiều. Cũng quay à. Nó nhịp nhịp là quất liền, cá này nó dĩ đó. Rồi xuống ngồi đi. Dạ, giấc này mình dèo cá cho được. Dèo cá lùng trùng nữa bạn. Dạ. Cá con mắt, con cá gì mà bà nói cá con mắt đỏ chặt. Không biết bà vợ làm sao quá. Chắc tại câu không dính cá. Bị quá gà gì. Quá dữ rồi. Chắc là kêu bà Hai cho Hai giật rồi. Chắc đó. Bà Hai không chịu giật gì chứ. Nhịp nhịp lại giật liền. Đáng tôm lên đi nha. Chui à. Rồi sẽ cặn mấy con gai sát của bệnh. Được này chơi không đem cái gọng theo chứ. Hả? Luôn rồi. Con miên có gọng sắp nó tạo. Đi còn quên đồ quên mồi nó không gọng.
ăn dữ mấy đứa ơi. Trời ơi, các con không dính nổi, chưa đâu cá đâu luôn rồi. Úc. Thời tới cảng nổi thì chứ con cá bị lớn, nút trùng lớn nữa không nào. Mấy chú có câu dính được cá này không? Hỏi mấy chú và câu dính được cá gì không à? Làm chưa? Ê, làm sống không? Sống nhăn. Bắt nó ủa lộn, bắt nó sống không? Úc úc bạn. Hả hả? Chung cao độ bán mình kéo sao không lên lý tình sắp chạy với chuối bí trời ơi, không có ai nấu gì hết trơn á, quân tử trả tù 10 năm chưa muộn, mấy cái chuyện nhầm nhò cái gì. Thôi kệ nó, nhỏ thì nhỏ, đi kệ nó. Mấy chú cứ câu đi, mấy chú cứ câu, mấy chú đi, mấy chú cứ lo chuyện, mấy chú đi. Chuyện ở đây của người ta. Dính. Quả cả mọi người, bao sướng. Quả cho đá luôn. Chối đi hình này luôn. Thì từ thôi, đừng gấp quá. Làm rung tay chứ không làm được gì hết. Cá lớn. Cá lớn. Cực nhỏ gần nãy giờ. Shimano nghe, Shimano. Nhỏ bà hai ơi, chó nó. Ừ. Đếm luôn. Quá dữ thiệt. Lên hàng. Để đẳng đi nhớ không má ơi, để ngay khoảng giữa đi. Hai đem đang thùi lùi luôn. Mày thấy chưa, giỡn mặt với ngoại hết con. Giỡn mặt với ngoại hết con. Rồi để xuống đi ngoại ơi. Rồi gỡ cá đi xuống mồi đi ngoại ơi. Được. Ngoại tự xử đi nha ngoại. Rồi ngoại bỏ con cá vô khoang xuồng luôn, khỏi gọng đi, nghỉ gọng luôn đi. Bự hơi gọng. Bự à, rớt xong cả đám luôn ngoại ơi. Đếm luôn. Đếm luôn. Hai cái đốm đen thùi. Sao xuống không? Từ nhỏ kéo xuống ha. Nó
quấn cái treo bây giờ lên đâu có lộn đâu lên tới. Ừ. Mẹ ăn cái ta đói rồi ta ăn bánh tráng thôi nha. Chán luôn. Ốp ốp nuốt luôn, nuốt lử luôn. Nửa cây đó rồi cho bà hai đi, bắt canh nuốt đi. Cho bà hai cái đi chứ nãy giờ ở ngồi im gu không. Bây giờ đóng dính thì cho bà kéo. Để hồi bà khóc nhảy xong gì dơ đi nè. Đông tiêu trời nuốt sâu dữ ta. Kiếm rồi. Này thấy vợ mình ngồi ở nhà bánh tráng khí thế luôn. Đói 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 đói. Đói. Nó mà giờ đó mình đói rồi. Bánh tráng đỡ rồi. Đói đói đói. Cá nha. Rồi mới cho cái bánh bía giờ ăn thêm cái bánh tráng nữa hả? Hả? Uống thêm cái bánh bía giờ nữa hả? Thôi bà hai ơi. Sao mà ngộ thiệt nha. Sảy. Thôi mình từ từ mình bắt cá bự em ơi. Cho nó vô khoang trong cái nam đấy không có nhảy. Tới nước năng rồi đó nha. Xuống ngồi lia lịa đi. Thay trùng luôn đi. Cá ở đây cầu sướng. Trùng làm tới. Xuống một khúc. Ông ngồi bấm điện thoại mà cần câu nó cúp cái đọt xuống một khúc luôn á. Quấn vô dây rồi coi còn cá không. Hết biết gọn được ơi. Rút vô dây bè liền. Làm cái út xuống. Không tập trung cao độ gì hết trơn. Tập trung quỷ kia không tập. Không tập trung chuyên môn chứ thua luôn rồi. Không thấy nó giật, chứ nó quấn vòng qua luôn. Con nó chạy nó quấn. Quấn. Làm cái cục với xuống một khúc luôn vậy. Tưng 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 hai ba cái rồi tao ông quay. Bởi vậy ngay nó chụp con chui vô đó luôn. Dịch bệnh đi. Thôi rồi. Chết tổ ông quyền thôi. Mai sáng giới ta mày lùa luôn rồi bệnh ra ngoài cho mai. Gào nó chuối xuống cánh ghi đôi dép tiêu có gì dục dép nghe không được. Thua cái đó là không gì nào còn cá nổi. Phải chùm nho ghi còn hên xui à. Ngát cả lăng với chui vô hang với kéo lên bệnh lên. Hồi nãy lúc đóng lên kéo con cá còn giặt nữa. Còn lúc lúc đóng nó còn giặt. Lúc con đóng còn giặt bạc bạc quay hai ba vòng lên nó dưới. Còn cá, kéo bà hai. Trời ơi, không được được quấn vô đây. Từ từ. Từ từ đừng có đi hình. Còn cá không? Rồi rồi chết rồi chết rồi. Thôi đừng quấn lên nha. Còn phải cá không nữa. Là cái bầm đây. Cá không ơi? Cá. Rồi nguyên cái. Nguyên cá thứ già rồi. Xui nha, nếu cá cá bọc nó nằm không ấy nha, kéo thẳng thứ hai. Khi cá nó nằm nó quấn vô cái bao luôn á, cá lên bao luôn á. Sao không thấy nhịp đọt ta? Không ai nó giờ nó ngợp rồi, ông kéo nó lội ruột ở dưới rồi. Giờ bộ nhịp đọt cái bực lên cái coi. Không mà, nếu mà cá là dữ lắm bự đó. Có thể nó nuốt rồi nãy giờ nghĩ đau bao tử nữa đó.
Nếu cá là cái đậu thứ già đó nha. Rồi trời, lú cái đậu thứ già lên một cái ha, mà cái đó mà xỉu. Hay là cá sấu đó ông nội, tới rồi. Trời ơi, dữ lắm bự. Nguyên cái bao. Xin lỗi tình yêu, xin lỗi các bạn. Không. Cả mọi người. Cũng được, sướng tay ha. Hết hồn không vía. Tính thứ già rồi. Lá má cũng được, lá má. Tôi núp núp trong đây chứ đâu lâu tôi quất con à. Cha, cái cha. Lên hàng. Này được rồi. 600 gram. Núp núp trong đây lâu lâu mình lạo cong nữa bạn ơi. Chắc biếu. Núp lử luôn. Cá. Thỏm chút xém mất gọng rồi. Lấy kìm đi anh. Bữa hổm nam câu đã hầu cái gọng mất tiêu. Thơm sao lần lần lại nước chảy luôn, lần lần lại nó còn. Giờ lần ở từ đây lên tàu bè nó lại đắng vậy đó. Nó còn nó dưới trong cái cây tre mà người ta cái chặn bệnh đó. Thơm đúng hơn luôn đó. Các bạn. Trong tươi luôn rồi. Trắng như bạch tuyết. Vậy lụm ô nhỏ lụm cho mà hai kéo đi để ba bứt gứt lắm rồi. Ngồi đi nhỏ à, cái quyết định luôn bạn ơi. Nãy anh em mình bàn tính rồi, làm cái cuối về sao dính luôn. Má ơi, nó bự hết sức luôn. Bự, cá đó bự rồi, 700 gram. Dắt này bà còn chê nữa bà hai, nó thiệt bà. Dắt này bà còn chê ba gì nữa. Chê nữa. Rồi. Có đó không nè. Dắt này anh em mình cũng gom cần về luôn, băng cũng tối rồi, dưỡng sức mai chiến tiếp. Đuôi vậy. Cá kết thúc đó. Chưa chắc nha, lăng quăng còn nó mới ghê. Kéo cần lên mà dính lia lịa nè. Rồi gỡ đi ba làm gì mà. Ginh. Cá ở đây còn nặng, nó trắng phiếu, lúc này cá nó mập mà. Rồi, chắc này gom cần rút bạn ơi. Lạnh này, quýu rồi, vừa đói mà vừa quan trọng nhất là bầu tâm sự của ai bây giờ cũng đầy nhóc bây giờ. Bầu tâm sự đầy nhóc mà không biết bày tỏ cùng ai hết trơn. Mà không biết miếng gì gọi là khiêm tốn hết trơn, từ tốn, con gái lứa gì luôn. Rồi gom cặn. Phía trên đây chắc này lục bình cũng tấn công dữ lắm dữ rồi. Cái gì? Trời ơi, hết hồn nổi, đụng cái vợt gì á. Làm quýu đít chứ. Rồi, dắt này. Dắt này anh em mình rút quân bạn ơi. Gãy dịch cái gì má. Gãy dịch rồi. Tới luôn thiệt chứ. Còn dịch xích cua không? Thua luôn, gãy dịch luôn. Chút xíu mà. Được không? Đưa ra cái nữa cây. Đưa ra đi. Không đưa ra đập cái nữa coi, lỡ gãy dầm rồi. Đủ ra. Ra rồi. Cá gọi lấy kịp đấy. Ra rồi.
thôi dặn vô đi, dặn vô chạy đỡ đi, dặn vô được. Không biết lấy dịch cho con đi. Tới thiệt chứ. Tới thì đâu. Ê, được, được, được. Hàng này cứng cứng nghe nó gớt. Rồi nha, làm sao làm nha. Còn cái chuyện dịch một đó. Đúng lầy luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà luôn. Cái chân vỗ cái vết. Ngon 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 ngon. Hên quá vẫn còn chạy được bạn ơi. Giờ thì về thôi. Đuối rồi. 8 mấy 9 giờ rồi. Để về tới nhà bắt hết cá quay thành quả cho bạn coi luôn. Cũng nhiều lắm á, mười mấy con gì lận. Cả chục ký cá. Cũng nhà bữa nay cũng thành công bạn. Thì cá không được lớn nhưng mà cũng ngon. Cả đó là cũng êm rồi. Sướng sướng sướng. Rồi giờ thì về nhà thôi. Đó đỏ đỏ là cầu cầu lãnh bạn. Hên quá. Tới nhà. Tới cái bánh lái, luôn kìa. Chạy giữa đường mà sợ nó gớt cái chân dịch một cái. Thôi 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 thôi. Tới thì thiên cặp bến an toàn, nước quá nước luôn. Tới nước lớn quá lớn luôn mà. Và dài khúc ngoài kia các bạn thấy ngập đê ngập bờ chứ. Bờ xài cũng được, dắt này mà đi không hút đồ gói mới sợ luôn á. Ý là bữa hổm mà còn lé đé, bữa nay chắc lưng quần luôn. Quá nước. Rồi gom quần, gom quần. Đây, thành quả bạn ơi. Này cũng được khá lắm á, mấy con này nè. Bàn đếm với lại mới cá chà. Nay mình làm được 2 đếm bự. Bữa nay mình như là mình nhiều nhất luôn mà. Bạn coi bạn biết gì. Qua không được rồi. Mình phải knock out không thôi. Sướng sướng sướng. Nam cũng được con đếm nhỏ. Đếm. Đếm mà. Giờ có lủng không? 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 5 6, 7, 8, 9 9 cá cha. Lại ban vào đếm là 12 con. Mà anh em mình thả cũng nhiều lắm mà. Thả cũng cả chục vậy lắm. Nhỏ nhỏ là biến quay điện thoại hết pin. Tiết kiệm năng lượng. Đó, sướng chưa. Này coi như nhiều đây cũng thành công rồi. Này 2, 4, 5, 6, 7 12 con này hơn chục ký rồi. Mấy đếm nó hơn ký, mấy này hơn ký, chà ra cái gử mấy gì là cái sáu bự lắm. Ngon lành. Rồi giờ kết thúc đây bạn ơi, giờ anh em mình đi ăn uống cái, dọn dẹp ăn uống cái đói rồi. Đuối luôn. Rồi ngày mai mới tiếp tục chiến đấu để coi có chương trình gì tối nay thì chút chiếu mình nhá nhẹ cho bạn coi luôn. Rồi kết thúc đây bạn ơi, chào bạn nha. Rồi.